và cũng dạy người khác được các pháp lành. Đối với pháp lành ấy cũng chẳng nắm lấy, vì là tự tánh không vậy, rỗng không chẳng có chỗ nắm lấy, nếu nắm lấy thì thọ mùi vị trong rỗng không chẳng có mùi vị. Đại Bồ Tát ấy lúc hành Bát Nhã Ba La Mật hay sanh thiên nhãn như vậy, dùng thiên nhãn ấy xem tất cả pháp rỗng không, thấy pháp rỗng không ấy chẳng lấy tướng, chẳng tác nghiệp, và cũng nói pháp ấy cho người, cũng chẳng thấy có tướng chúng sanh, chẳng thấy có tên chúng sanh. Đại Bồ Tát ấy vì dùng pháp vô sở đắc nên khởi thần thông Ba La Mật, dùng thần thông Ba La Mật ấy, bao nhiêu chỗ nên làm của thần thông Bồ Tát ấy đều có thể làm được. Bồ Tát dùng thiên nhãn quá hơn nhân nhãn, thấy quốc độ 10 phương, thấy rồi Bồ Tát ấy bay đến 10 phương làm lợi ích chúng sanh, hoặc dùng bố thí, hoặc dùng trì giới, hoặc dùng nhẫn nhục, hoặc dùng tinh tiến, hoặc dùng thiền định, hoặc dùng trí huệ làm lợi ích chúng sanh, hoặc dùng 37 pháp trợ đạo, các thiền giải thoát tam muội, hoặc dùng pháp thanh văn, pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ Tát, hoặc dùng pháp Phật lợi ích chúng sanh. Bồ Tát vì kẻ sang tham mà nói pháp như vậy. Các người nên bố thí, nghèo cùng là sự khổ não, người nghèo cùng còn chẳng tự lợi ích, làm sao có thể lợi ích người khác? Vì thế nên các người phải siêng bố thí thì tự mình được vui sướng, cũng làm cho kẻ khác vui sướng, chứ vì nghèo cùng mà ăn nuốt trộm cắp lẫn nhau, để rồi chẳng rời khỏi 3 ác đạo. Bồ Tát vì kẻ phá giới mà nói pháp như vậy. Này các người, sự phá giới rất là khổ não, người phá giới còn tự mình chẳng lợi ích, làm sao có thể lợi ích người khác? Sự phá giới phải nhận quả báo khổ, hoặc ở địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc ở súc sanh. Các người phá giới bị đọa trong 3 ác đạo, còn chẳng tự cứu được, làm sao cứu được người khác? Vì thế nên các người chớ nên chiều theo tâm niệm phá giới, đến lúc chết sẽ hối hận. Với những người giận hờn cãi lộn nhau, Bồ Tát nói pháp như vậy. Các người chớ nên giận nhau, sự giận làm rối loạn lòng người, chẳng thuận với pháp lành. Nay các người giận nhau loạn tâm, hoặc sẽ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, hoặc súc sanh. Vì thế nên các người còn chẳng nên sanh một niệm giận thù, huống là nhiều. Với những người giải đãi, Bồ Tát thuyết pháp làm cho họ tinh tiến. Với những người tâm loạn, Bồ Tát thuyết pháp làm cho họ được thiền định. Với những người ngu si, Bồ Tát thuyết pháp cho họ được trí huệ. Với kẻ hành dâm dục, dạy họ quán bất tịnh. Với kẻ giận hờn, dạy họ quán từ bi. Với kẻ ngu si, dạy họ quán 12 nhân duyên. Chúng sanh hành phi đạo, dạy họ vào chánh đạo, đó là thanh văn đạo, Bích Chi Phật đạo, Phật đạo. Vì chúng sanh ấy, Bồ Tát thuyết pháp như vậy. Cứ như chỗ chấp trước của các người, chỗ pháp tánh ấy, tánh nó rỗng không. Trong pháp tánh rỗng không ấy chẳng nên chấp trước, tướng chẳng chấp trước là rỗng không. Như vậy, này tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát an trụ trong thần thông Ba La Mật, làm lợi ích cho chúng sanh. Này tu Bồ Đề, nếu xa rời thần thông, Bồ Tát chẳng thể tùy thuận ý của chúng sanh để khéo thuyết pháp. Này tu Bồ Đề, vì thế nên lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi thần thông. Này tu Bồ Đề, ví như chim kia không cánh thì chẳng bay cao được. Cũng vậy, không thần thông thì Bồ Tát chẳng thể giáo hóa chúng sanh theo ý mình. Này tu Bồ Đề, vì thế nên lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi các thần thông. Phát khởi thần thông rồi, nếu muốn lợi ích chúng sanh thì tùy ý có thể làm lợi ích. Bồ Tát ấy dùng thiên nhãn thấy hằng hà sa quốc độ, cũng thấy chúng sanh trong các quốc độ ấy, thấy rồi dùng sức thần thông qua đến các nơi ấy, biết rõ tâm chúng sanh rồi, theo chỗ thích ứng mà thuyết pháp cho họ được lợi ích, hoặc nói bố thí, hoặc nói trì giới, hoặc nói nhẫn nhục, hoặc nói tinh tiến, hoặc nói thiền định, hoặc nói trí huệ, dẫn đến hoặc nói pháp Niết Bàn. Dùng thiên nhĩ, Bồ Tát ấy nghe 2 loại âm thanh của người và của phi nhân, dùng thiên nhĩ, Bồ Tát ấy nghe chư Phật mười phương thuyết pháp, nghe rồi đều có thể thọ trì. Bồ Tát ấy đúng như chỗ đã được nghe, đem dạy lại cho chúng sanh. Bồ Tát ấy dùng tha tâm trí, biết rõ tâm chúng sanh, rồi tùy theo chỗ thích ứng để thuyết pháp, hoặc nói bố thí, nhận đến, hoặc nói pháp Niết Bàn. Bồ Tát ấy dùng túc mạng trí, nhớ biết những đời trước của mình, cũng nhớ biết những đời trước của người khác. Dùng túc mạng trí, Bồ Tát ấy nhớ biết danh tự của chư Phật và thánh chúng thuở quá khứ cùng các nơi chỗ. Có chúng sanh nào tin ưa túc mạng, Bồ Tát ấy vì họ mà hiện sự việc đời trước để thuyết pháp cho họ, hoặc nói bố thí, nhận đến, hoặc nói pháp Niết Bàn. Dùng sức dư ý thần thông, Bồ Tát ấy qua đến vô lượng quốc độ của chư Phật, cúng dường chư Phật, theo chư Phật gieo căn lành, rồi trở về bổn quốc. Dùng lậu tận thần thông trí chứng, Bồ Tát này tùy theo chỗ thích ứng mà thuyết pháp cho chúng sanh, hoặc nói bố thí, nhận đến, hoặc nói pháp Niết Bàn. Như vậy, này tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát phải phát khởi các thần thông như vậy. Do tu những thần thông ấy nên Bồ Tát tùy ý thọ thân, sự khổ, cảnh vui chẳng làm nhiễu được. Lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát du hí thần thông như vậy thì có thể tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh. Lại này tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát chẳng tịnh Phật quốc độ, chẳng thành tựu chúng sanh thì chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì chẳng đầy đủ nhân duyên nên chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là nhân duyên đầy đủ, do đó Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, tất cả pháp lành là nhân duyên vô thượng Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp lành, do những pháp lành ấy nên được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát từ lúc ban sơ phát tâm nhẫn lại, bố thí Ba La Mật là nhân duyên pháp lành, trong ấy chẳng phân biệt người thí, kẻ nhận, vì là tánh rỗng không. Dùng bố thí Ba La Mật này, Bồ Tát có thể tự lợi ích và lợi ích chúng sanh, từ chốn sanh tử cứu họ ra khỏi, cho họ được Niết Bàn. Các pháp lành ấy đều là nhân duyên vô thượng Bồ Đề của Đại Bồ Tát. Hành đạo ấy, chư Đại Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, được ra khỏi sanh tử, đã ra khỏi, nay ra khỏi, sẽ ra khỏi. Trì giới Ba La Mật, nhận đến Bát Nhã Ba La Mật, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô xác định, 4 niệm xứ, nhận đến 8 phần thánh đạo, 18 không, nhận đến 18 pháp bất cộng. Những công đức như vậy đều là đạo vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, đó gọi là pháp lành. Đại Bồ Tát đầy đủ những pháp lành ấy rồi sẽ được nhất thiết chủng trí. Được nhất thiết chủng trí rồi, Đại Bồ Tát sẽ chuyển pháp luân độ tất cả chúng sanh.